vâng xin chào quý vị và bạn trở lại với chân Hùng xe hơi à, trong cái video này thì em cũng sẽ nói nhanh qua cái mức giá lăn bánh của dòng xe honda tại thị trường bắc giang và đặc biệt là honda city thì thời điểm này thì có thể nói gần như là cái honda city là sản phẩm chủ đạo của honda tại thị trường việt nam à, cái mẫu xe này thì bán khoảng một nghìn xe vào tháng 1 vừa rồi và tháng 2 thì có thể do nguồn cung thì nó vẫn lọt trong top 10 thôi, khả năng sẽ khoảng từ nghìn ba đến nghìn bốn xe. À, vậy thì cái mẫu xe này đang có chương trình khuyến mại, giá lăn bánh hay uh, các chương trình kèm theo trên thị trường Giang ra như thế nào? Uh, Honda City thì có 3 phiên bản nhé, uh, GL và RS, mức giá lần lượt là năm trăm ba, năm trăm năm chín và năm trăm chín chín, nó gọi là lẻ một tí tí đấy. thì uh, Ngoài ra chúng ta có màu đỏ sẽ đắt hơn khoảng 4 triệu nhé vai uh, ớt thì cũng ra mắt mẫu mới vào ngày 23 rồi thì City tháng 3 này tại thị trường Bắc Giang. Uh, với phiên bản City RS chúng ta có giá niêm yết 599 triệu đồng. Tại thời điểm tháng 3 thì uh, khuyến mại chúng ta sẽ động vào khoảng từ 12 đến 15 triệu phụ kiện kèm theo xe thì uh, cái này chúng ta có thể tùy chọn và để được tư vấn hợp lý nhất thì uh, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm ở trên màn hình nhé. cái mức giá lăn bánh hiện nay tại thị trường Bắc Giang và cái thuế trước bạ đã trở lại với 10% thì chúng ta sẽ lăn bánh giao động vào khoảng 665 triệu đồng hoàn thiện xe gần như là không phải mất thêm chi phí gì khác. giá trên thì cũng chưa có bảo hiểm thân vỏ một năm nhé bảo hiểm thì xe này sẽ giao động vào khoảng từ bảy triệu rưỡi đến 8 triệu. đấy Tức là chúng ta chưa có khuyến mại về giảm giá trực tiếp tiền mặt Giá xe là 599 triệu đồng Lăn bánh chúng ta vào khoảng tầm 660 đến gần 670 à, Với phiên bản màu đỏ thì chúng ta đắt hơn khoảng tầm 4-5 triệu nhé à, Vì màu đỏ cộng giá giúp em lên 4 triệu đồng Đấy là phiên bản RS, phiên bản cao cấp nhất Đấy, còn con phiên bản có lẽ là phiên bản bán nhiều nhất cũng là phiên bản City RS thôi. Còn về phía City L thì nó không khác nhiều so với thời điểm trước, tuy nhiên thì nó có một số hạn chế như là không có cửa gió điều hòa hàng thứ hai hay là một số option trên xe. Nó không đẹp mắt bằng so với City RS. Thì City L chúng ta có giá niêm yết là 569 triệu đồng. Tuy nhiên thì các bác lưu ý giúp em nhé Giá nộp thuế nó sẽ cao hơn một chút Và thời điểm này thì City cũng các bản đều khuyến mại là khoảng 12 đến 15 triệu đồng tiền phụ kiện tùy chọn Vậy thì lăn bánh tại thị trường Bắc Giang cho cái mẫu Honda City L Chúng ta sẽ dao động vào khoảng 633 triệu đồng Tức là City L và Vios G 2021 có mức giá niêm yết gần như là tương đồng và mức giá lăn bánh tại thời điểm này trên thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Hay Hà Nội gần như là cũng sẽ tương đồng nhau. Không có khuyến mại tiền mặt và chúng ta thường sẽ chọn phụ kiện kèm theo xe thôi. Cái giá xe sau Tết thì thường là vậy. Vậy thì cái mẫu xe này thì lăn bánh ở tại thị trường Bắc Giang. Ngoài màu đỏ thì chúng ta sẽ lăn bánh vào 633 đến 635 triệu đồng. Chi tiết thì như nào thì các bạn gọi giúp em qua số điện thoại trên màn hình nhé Honda Bắc Giang thì ở trên đường vịnh Dĩnh Kế ngay ở một đoạn trên khu vực dịnh kế honda bắc giang thì uh, nằm trên khu vực dịnh kế nhé hàng loạt các showroom xe như hyundai suzuki honda mazda chúng ta có một trục đường uh, khá lớn về xe ở trên bắc giang còn uh, phiên bản thấp nhất honda city g uh, cái này thì có lẽ là dành cho các bác uh, chạy gia đình cố một chút để chọn uh, phân khúc hạng B hoặc là Accent cháy xe chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn CTG rồi độ thêm một chút cũng được CTG thì có mức giá như là 529 triệu đồng à, khuyến mại vẫn vậy 15 triệu phụ kiện đi à, vậy thì lăn bánh chúng ta sẽ hết vào khoảng 588 đến 560 triệu đồng nhé tức là chưa đến 600 triệu đó thì à, bản này thì à, thật sự là bản này thì bán cũng không quá nhiều tuy nhiên thì à, quý khách hàng có thể đến trực tiếp để tham khảo cũng như là tư vấn uh, chọn cái phiên bản xe phù hợp nhất hay cái mức vay trả góp để chúng ta có được cái chiếc xe ưng ý. Đấy thì ba uh, phiên bản lăn bánh thì uh, cũng không có vừa rồi là giá lăn bánh cũng như là chương trình khuyến mại của ba phiên bản City tại thị trường Bắc Giang. Thì quý khách hàng có nhu cầu mua xe tại Honda tại thị trường Bắc Giang thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên video. Em sẽ liên tục cập nhật những cái giá xe, những mẫu xe mới nhất Bày bán và giá lăn bánh đi kèm với đó tại từng thị trường Mong quý khách hàng Nếu quý khách hàng thấy bổ ích thì có thể like, share và subscribe Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo